Hãy cùng văn hành phần bộ bác huy nào về dụng ai làn được cản oa hẹp bước con phụ nào Việt Nam. Tâm năm lệ lăn, áp cơ áp cương can tầm gọt thật nông và bầu ôn trang phụ nữ ở ai. Đã được cản ngăn ngăn hành xôn tiền lại tọc kết năm can kê phụ nữ ở ai chặt lệ lăn tầm đầu đất chiến. Tròn cụ tầm phần hẹ bư, do rộng bức về sông con mà phụ nữ chuyển cho con gọt thật nông, con thật bư. Chạy đạm phân Mỹ xã Đức Xuyên qua Công Nô, hô ngăn trong mặt hòn hành tương mệt. Cha Mỹ là ngoài tầm áp nặng o ai chỗ nằm từ xa, do nấu đích chiên trượt chốc, nè tôi tầm một đầy ức, dòng phạ ở con, rì tầm áp nam lại lăn, hắn nắc che hồng cụ tầm phần tầng tầng, thì ế họ tật bèr chật mệt bèr. Mẹ ấy thương, nó kèm bụt bê xâm con mà phụ nữ trượt chồng gòn tật nông, ấn bao trượt kẹp rắc, chung đa, nấu tầm một cò bạc rèl, ngâm xoàn bưng cơn cản xa, đun bồl, rì ấn nắc che lệ tự bư tùm lòng vòm hè, tay oe trên trạng đồng. Bút vây xâm cao mà bụi chìa trong gò ngoà, nai xa lệ xâm cao cướp tùm lâm vòm hè tay oai trình trang. Bước ơ, hắn đắc vơi cướp mà ràng chương tiêu bước cặp lạc xa, kê nấp cơ nam nấu rích chiêng. Lạc oai gò ngoà, lệ xâm cao mà đắc vơi cướp. Kê cao là đắc vơi dụ Trần Thị Thập, bút bao phường Nghĩa Tân, bọn tay xa nghĩa, kê tóc từ tông mặt trồng, hắn lát lăn nấu o ai. Bút vây xâm cao mà bụi chìa trong áp cơ lệ ân mà đắc dụ tùm lâm trong mè. Nào ấn ấp tên trúc ta đang trả, tóc ấn trúc, lẹ tóc kiên tư rong, có là đặc dụ, cho lạc lăn, nào ọ ạch. Bà nập tư, nào rứt chiên ở đặc cực trường trọc ngăn, kê hình cưng can, bức can ấp cơ, ấn ấp trúc tiêu kê mặt trọng. Ta đã bao lệ tư con kê hệ tù phùng trúc chi, hát nắp phơ, lẹ tạc bèr bèm lầm, kê mất trọng còn tình trọng. Tập đông tham can mà nắc o ai, tâm nam lệ lăn, tâm gò tắt xa, lệ tèm krem ức tham can, cây còn bùn hịp bọn lan đâm băn tầm nào bực cập lập xa. Tâm tìl nào xôn tìl ân ngăn, lệ còn áp bà nắc o ai, nập cả nằm nào đứt chiêng, bùn bùi ân trình nào o ai, tênh nào đạc can lệ ngục đồng.